bộ phận ban tổ chức sẽ hỗ trợ thu thập lại những cái phiếu trống điểm này và đồng thời gửi tặng những phần quà cho họ. Đây anh lấy mình lên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn thân mến, như vậy thì số điểm mà 5 bạn này vừa đưa vào bên trong sẽ góp phần chiếm tỷ lệ là 20% vào kết quả của năm tiết mục bên trên này, rất là quan trọng nha. Và 30% số điểm thì đã có rồi, bởi vì họ đã post cái sản phẩm của họ lên trên YouTube của CD Việt Nam. Và tùy vào căn cứ và số lượng xe và like ở trên đấy đã có số điểm 30%. Tuy nhiên, số điểm quan trọng nhất đó vẫn là số điểm của ban giám khảo quyết định 50%. Và ngay bây giờ, trước khi đến với lần kết quả thì chúng tôi đã cầm sẵn trên tay 5 chiếc phong bì của 5 tiết mục được gửi cho 4 cô gái của Pura Vida. TM Moving, tiết mục của Phạm Quang Huy và bạn Trung, bạn Huyền đó là Thanh Huyền, bạn Thanh Huyền và Phạm Quang Huy, Tăng Nguyễn và INC. MIC. Rồi, bây giờ sẽ là thời gian chúng ta sẽ trao giải Let's Get Loud 1 triệu đồng nha. Bây giờ sẽ thể thử lại, nghe thử lại coi cái âm thanh cũng như cái độ vang của các bạn nào ấn tượng của mình lớn nhất. Chúng tôi sẽ thực hiện bằng cách đó là chúng tôi sẽ gọi tên của nhóm hoặc là của ca sĩ, các bạn sẽ hô lớn lên thật không nào. Bây giờ cho hỏi qua động của Pura Vida có ai không ạ? Có một người. Trời đất ơi, không có tay. Tiếp tục cổ động của Temu có đeo à? Cổ động của Phạm Quang Huy và Thanh Tuyền có đeo à? Ba người, người phong bên kia hai người. Tiếp tục cổ động của Đăng Nguyễn có đeo à? Hay nói nghe nè, sao mà nãy đã Đăng Nguyễn hát sao tôi không nghe mấy bạn cổ vũ vậy? Có cổ vũ không? Có không? Thế không? Đừng nói dốc tôi đi nha. Có đồng viên của IMC đâu à? MIC đâu à? Đâu à? Bao nhiêu bạn à? Bao nhiêu bạn là cổ động của MIC đâu? 6 bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe thử cái độ vang nha. Bây giờ ở đây có hai cái nhóm cổ động là chúng tôi đang phân vân và không biết là nhóm cổ động nào sẽ sở hữu được cái giải thưởng này. Đó là nhóm cổ động của MIC và cổ động của Đăng Nguyễn. MIC đâu rồi? Yeah. Ok, và chúng tôi quyết định sẽ trao giải thưởng Let's Get Loud này cho giải thưởng Let's Get Loud sẽ phụ thuộc và căn cứ vào cái gì? Thứ nhất đó là tinh thần mà các bạn sẽ cổ vũ cho tiết mục đấy. Thứ hai là sự chuẩn bị của các bạn. Thứ ba đó là vào hình thức. Và theo như ở đây, độ vang của các bạn cổ động viên của Trang Nguyễn là rất là lớn. Tuy nhiên ấn tượng vẫn là cổ động viên của các bạn đến từ MIC. Xin chúc mừng. Chúc mừng các bạn, cả 6 bạn đến đây nào. Và cả 6 bạn đứng đây. Tôi đi hết đấy là một bộ bí nhỏ đó là gì? Ngày mai xoay năm xoay sau năm sau nhóm Let's Get Loud sẽ có giá trị cao hơn 1 triệu đồng. Lưu ý nha. Và về mặt hình thức sẽ được chú trọng rất là nhiều. Có thể các bạn mặc đồng phục, có thể các bạn chuẩn bị những cái đạo cụ hay là bóng hay là gì đó, bất kỳ nồi son chảo đem đến đây càng hoành tráng càng tốt, đồng ý không ạ? Rút kinh nghiệm nha. Và bây giờ dành cho hôm nay dành cho nhóm cổ động viên sôi động nhất Let's Get Loud 1 triệu đồng cho các bạn. Có một phần thật đẹp nào. Ok, cuối cùng các bạn liên hệ với là ban tổ chức chúng tôi một bạn thôi, trả các bạn này lại và để lại thông tin. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.
Và hiện tại thì trên tay của tôi đó là phong bì, bên trong này là kết quả của năm tiết mục vừa rồi. Liệu hai trong năm tiết mục nào sẽ tiếp tục có mặt vào đêm chung kết? Và để có kết quả này, để có được phần trình diễn thật là ấn tượng từ nãy giờ các bạn vừa xem, đó là ngoài sự nỗ lực của các bạn thì còn có sự cố vấn, sự hướng dẫn và giám sát cũng như là huấn luyện trong ban huấn luyện, trong ban cố vấn của chúng tôi. Xin được giới thiệu đạo diễn sân khấu Thanh Thanh, xin mời chị đến lần này cùng với lại các bạn thí sinh. Bây giờ tôi sẽ mở kết quả này ra nha, cùng với lại tất cả các bạn thí sinh ở đây và tất cả các bạn bên dưới để biết xem hai nhóm nào, hai tiết mục nào sẽ có mặt vào ngày mai. Một kết quả có sự chênh lệch không đáng kể là bao, chỉ hơn nhau mấy chấm thôi. Tiết mục mà được khán giả bình chọn có số điểm cao nhất đó chính là tiết mục của Đăng Nguyễn. Tuy nhiên số điểm này chỉ chiếm 20% trong kết quả của chúng ta mà thôi. Và bây giờ tôi sẽ công bố kết quả là số điểm theo thứ tự ngẫu nhiên. Đầu tiên đó là các bạn đến từ Đào Bắc Khoa Hà Nội, MIC. Các bạn ghi được số điểm tổng cộng là 4.30, một số điểm khá cao. Đăng Nguyễn đến từ Đào Thủy Lợi, bạn đã giành được số điểm là, thay vì MIC là 4.30 thì Đăng Nguyễn là 3.78. Trong khi đó thì Phạm Quang Huy cùng với Thanh Tuyền đến từ Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, hai bạn ghi được số điểm 2.58. TMU, các bạn ghi được số điểm 2.60. Và bây giờ chỉ còn lại Buda Vida. Khi mà tôi công bố số điểm của Buda Vida là chúng ta sẽ biết được. Như vậy thì tính đến thời điểm này thì hai tiết mục có số điểm đạt cao nhất đó là MIC và Đăng Nguyễn, đúng không ạ? Nhưng số điểm của Buda Vida sẽ quyết định liệu MIC và Buda Vida sẽ bước vào chung kết hay là MIC và Đăng Nguyễn. Đăng Nguyễn là 3.78 và Buda Vida đã ghi được số điểm là 1.74. Buda Vida lúc này nè. Đây sao mừng vậy? Sắp mừng không? Trời ơi, Đăng Nguyễn vào mà phải mừng. Cái kỳ công viên ta, mình đứa diễn mình rất mình không mừng như vậy. Nhưng mà dù sao, bởi vì sao nè, các bạn cũng đã chiến đấu với một tinh thần giao lưu học hỏi và công ty hết mình ngày hôm nay. Một chảo tay dành cho bảng 5-1 và chúng ta xin được chúc mừng Đăng Nguyễn và MIC. Âm nhạc xuống lên quẩy nào.